Riêng Trường thì Trường không có e ngại lắm. Tại vì thật ra là Trường cũng đã lớn rồi, mình cũng đã trải nghiệm cuộc sống nhiều, lăn lộn. Không chỉ là bên nghệ thuật mà Trường cũng lăn lộn ngoài cuộc sống rất là nhiều. Nó tôi luyện cho Trường cái bản lĩnh. Bản lĩnh không chỉ là diễn xuất mà bất cứ cái lĩnh vực nào trong cuộc sống Trường cũng đã có một cái bề dày nhất định, cho nên Trường không có ngại lắm. Cái vấn đề Trường ngại á, chỉ sợ là bạn nữ của mình á, tương tác với mình á, họ tỏ cái thái độ khiến cho mình cảm thấy là mình cái đó mới ngại đó. Chứ bản thân bên trong á, là Trường rất tự tin, Trường không ngại. Cái vấn đề nằm ở bạn nữ tương tác với mình như thế nào thì mới làm cho mình ngại hay không là nằm ở bạn nữ chứ không nằm ở Trường. Là Trường có ngại hay không? Nhưng mà làm riêng á, với Bảo Anh thì Bảo Anh với Trường đã 9 năm mà, thấy không? Nói chung là hiểu nhau nhiều. Hiểu nhau rất là nhiều. Và nói chuyện gần như mỗi ngày đều có câu chuyện, nói chuyện nhắn tin qua lại với nhau á. Cho nên Trường với Bảo Anh thì gần như không có ngại gì cả. Chỉ ngại là cái vai diễn đó nó không phải nặng ký về tâm lý không, mà kể cái va chạm đó, nó cũng rất là nặng á. Mình ngại là mình làm như vậy cổ có bị đau hay không? Ngại là ngại nằm ở chỗ đó, mình làm như vậy trời, nhiều khi sức chịu đựng của người phụ nữ có giới hạn. Lặp đi lặp lại nhiều lần của cảnh quay, lên hình là một lần nhưng mà quay là một chục lần, hai chục lần, như vậy cổ có bị đau hay không? Trường chỉ ngại là ngại chỗ đó thôi. Còn gentleman nghe một cái là biết là gentleman liền. Thật ra Bảo Anh thì khi mà mình cũng là ca sĩ rồi bước vào đóng phim với một cái tâm thế kiểu rất là non nớt, nhưng mà Bảo Anh thì cũng không có ngại là khó, ngại khổ, ngại đau hay là cái gì cả. Nhưng quan trọng là cái cảnh đó nó có đáng hay không, có đáng để mình phải hy sinh hay không. Thì đó là những cái phân cảnh mà đạo diễn khi mà nói chuyện với mình thì nói là đây là những cái phân cảnh mà nó đáng để mà mình lột tả nên được cái nhân vật, cái số phận của cái nhân vật Tommy ở trong phim. Thì cũng may mắn là mình được làm việc với một cái người bạn thân á, thì nó cũng khá là dễ chịu. Nó chỉ khó ở đây một chút xíu đó là về mặt vật lý nha thì rất là thoải mái. Nhưng mà về mặt tâm lý sẽ có lâu lâu nó sẽ có những cái phút mà kiểu Quốc Trường đóng một cái vai, một cái người mà kiểu rất là kiểu biến thái thế này thế kia, thì mình lại không có nhìn ra như vậy. Mình lại kiểu cái hình ảnh cái người bạn của mình trong đầu của mình nó 9 năm nó quá là rõ ràng đi. Thì rất là hiền, kiểu rất là kiểu chiều chuộng bạn. Thì tự nhiên bây giờ ngày hôm nay kiểu như vậy mình chưa có quen. Mình chưa có quen thì lâu lâu nó sẽ bị hơi bị giật vậy nè. Nó giữa thật giữa ảo, nó kiểu vậy vậy. Thì đó là cái mà mình phải vượt qua đó. Có nhiều người họ không may mắn là họ xấu luôn, suốt đời luôn nha. Vậy mà còn gặp chồng ngoại tình, rồi về còn uống rượu, rồi bắt nấu cơm, rồi này kia. Nó ủa trên đời chuyện gì lạ vậy? Nam nữ nó phải bình đẳng với nhau chứ, làm sao mà có chuyện mày hạnh phúc rồi tao phải đau khổ. Em là em không, ở Trường là Trường không bao giờ là có cái chuyện đó. Cho nên đôi lúc mình cảm thấy bực bội lắm. Anh là anh rất là bực bội những cái người đàn ông nó như vậy. Nó kiểu nó bị gia trưởng mà nó hơi bị quá lố. Anh có gia trưởng không? Không, anh thì nó là đúng là đúng, sai là sai. Gia trưởng là gì? Là sai á, vẫn là phải đúng nha. Thì đó là gia trưởng. Nhưng mà anh là đúng thì nó phải là đúng. Chứ giờ nếu đó là rõ ràng đúng mà em cứ cãi sai hoài vậy rồi sao giờ? Mình nhiều khi thì đúng sai nó không chỉ là quan điểm thôi. Không, đúng sai không? Nó sẽ có những cái quan điểm của nó, là nó quan điểm, nó không có cái kết quả. Thì đó mình bỏ qua, mình không bàn luận. Thật ra nha, Bảo Anh với Quốc Trường là hai cái nhân vật mà kiểu mà suốt ngày nhắn tin cự lộn nhau, kiểu đấu tranh. Bị quan điểm. Thì khi mà nhắn hồi nó à nếu em cảm thấy quan điểm thì thôi đừng có nói nữa mất công, hồi nó ra tùm lum. Xong rồi kiểu Quốc Trường là kiểu một người là kiểu giống như là kiểu đi theo tôn giáo kiểu rất là sâu á. Thì nhiều khi Bảo Anh nói chuyện, nhiều khi mình đang thấy mình nói rất là bình thường nha, nhưng mà anh sẽ kiểu em có biết là em nói như vậy á hả, là gửi cái năng lượng xấu đến cho anh không? Xong rồi kiểu xong rồi mình cổ mới nói thì là cổ hay gì, tính phụ nữ mà cái chuyện gì đến cũng hay làm quá lên. Nhưng cái quá đó đối với Bảo Anh là nó hàng ngày rồi, cho nên Bảo Anh thấy không có quá gì hết trơn á. Nhưng mà trong cái tin nhắn á thì cái người lạ mà đọc vô, ủa sao nó nặng nề dữ vậy? Ủa nhưng mà anh đâu phải người lạ đâu. Không, anh quen em 9 năm mà đôi lúc cái năng lượng cũng có sự bực tức quen trong đó. Cho nó thôi có gì đâu, chuyện này nó bình thường quá, mình cứ thoải mái. Đó. Kiềm chế cái gì? Trời, không có một cái gì luôn á chị. Tại vì cơ bản là mình đã đóng cái vai đó không hề enjoy. Đúng rồi. Cái vai đó của em là một cái vai chịu đựng.
và người em thì nó đau chị biết hả, cái đầu em thì bị đập xuống bàn, cái người em thì bị đập vô ghế, thì làm sao mình cho được tất cả, là thật ra là cũng có bảo hộ hết, mọi người nhìn vậy thôi chứ thật ra là bọn anh đâu cởi gì đâu. Bọn anh bọn em cảm xúc nó cũng không biết sao nổi nữa, tại vì cái vai bị đánh đập đau khổ chịu đựng làm sao cảm xúc được đâu, phải cái cảnh lãng mạn đâu. Có một lần Quốc Trường ở trên bàn đúng không, Trường nắm tóc của anh để mà kéo giật lại á, một phát một, nghĩa là vô ý thôi, thì chúng nguyên chúng cái hông vô trong cái cạnh bàn, thì em về em bầm mấy ngày sau nhắn tin xin em lỗi vẫn xuống. Còn đau không, nhưng mà cái đó là vô tình thôi, vô không tình. Sao Trường thì Trường chắc không bao giờ sao? Nói trước được tương lai mà mình khẳng định hiện tại cũng được luôn, mọi thứ là mình phải để cho diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể. Khẳng định hiện tại không được mà nói trước tương lai, nói trước tương lai cũng được, tại vì mình sẽ không bao giờ mình nói trước bất cứ điều gì mà mình không nắm trong tay, thì cái đó là mình không giữ lời hứa. Mà mình xác định hiện tại, mà hiện tại chưa có thì cũng không xác định được. Trường này Trường sẽ không làm những cái gì và nói những cái gì mà mình không làm được á. Nhưng mà cái tình cảm, cảm xúc thì cứ để thoải mái, nó trôi chảy. Thế như ngày xưa Trường cũng rất là quý Bảo Anh, quý được một mức độ mà bị giống như là bị nhẹ nhẹ về cái đầu luôn á. Đó lúc mà bị tâm thần nhẹ luôn á. Không, anh nói thật, ngày xưa á, anh còn nhớ rõ những cái giai đoạn luôn. Nhiều khi mình bị tương tư một cái là bị ám ảnh trong đầu luôn mà. À, bởi vì không, em làm khổ anh dữ lắm. Alo, alo ạ. Gọi điện về cho mẹ liền à. Bởi vì bây giờ mình cũng không biết tương lai thế nào. Nói chung là tóm gọn cái ý của Quốc Trường lại nha. Nãy giờ Quốc Trường nói dài. Nó mang không? Thì tóm gọn lại là hiện tại bây giờ chúng tôi vẫn có một cái tình cảm rất là quý mến nhau. Chúng tôi là những cái người bạn luôn luôn đồng hành và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. That's it, đúng không? Tới ngày hôm nay, mình nói tới ngày hôm nay. Ok, là hợp lý.